Cho đến tận bây giờ khi mà xem anime xong thì mình mới quyết định là sẽ đu bộ này. Như các bạn đã thấy thì mình bây giờ mới bắt đầu mua cái bộ Horimiya để sưu tầm. Thế cho nên là mình bị lủng tập rất rất là nhiều luôn. Các bạn cũng có thể thấy là mình toàn những cái tập lẻ nhảy cách như thế này. Đó, và mình kiểu phải đi các cái hiệu sách. Còn tập nào mà mình thiếu thì mình sẽ mua. Và mình cũng mua ở trên Shopee này, hay là mua ở các cái bạn bán mà các bạn ấy muốn pass lại nữa. Nhưng mà mình sẽ tìm nguyên siêu để có một bộ nguyên siêu tất cả 100% để quay clip unboxing cho các bạn. Thì hôm nay mình đã mua được tập 9 và tập 11. Thế cho nên là mình sẽ cho vào bộ sưu tập của mình. Ten ten, một tập Horimiya nữa lại vừa về. Cái tập 13 này thì mình mua ở trên Shopee của IPM. Mình sẽ để vào đây. Úi giời. Trời ơi, có vẻ như là chưa bóc siêu nên là cái gáy của nó bị nhảy sóng như thế này. Hy vọng là bóc siêu thì gáy nó sẽ khá là đồng đều với nhau, mong là như vậy. Mình vừa mới nhận cái đơn hàng này. Ta-da! Thì mình lại vừa nhận thêm một đơn hàng nữa của truyện Horimiya tập 5, tập 8 và tập 10. Thực chất thì mình không có ý định là mua bản đặc biệt đâu. Mình kiểu cũng không quan trọng phụ kiện ý. Nhưng mà mình không tìm được bản thường của những cái tập mà mình thiếu nữa. Mọi người chỉ bán bản đặc biệt thôi mọi người ơi. Nên là mình kiểu chấp nhận mua giá của bản đặc biệt ý, để mình cho có đủ bộ. Mặc dù là giá bìa bản đặc biệt thì chỉ có 50.000 thôi, nhưng mà mình chấp nhận mua với giá cao hơn một chút là 80.000 để cho nó đủ bộ. Mình vừa mới mua tập 4 này nè mọi người ơi. 120.000 quyển này là bản đặc biệt nhưng mà vẫn là cái tem cũ ấy, tem thường. Mình cũng rạch siêu nhẹ nhẹ để check xem là có đúng không. Tìm tập 4 khó lắm mọi người ơi. Mình tìm tập 2 cũng vậy, không ai bán tập 2 luôn. Mà nếu có thì giá cũng rất là đắt luôn ấy. Mình vừa mới nhận được tập 15 mới ra Horimiya này. Còn đây là cái combo mà mình phải mua ấy thì mới được tập 2. Còn đây thì là tập 2, mình chỉ mua được bản thường thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã đủ bộ rồi mọi người ạ. Tức là đủ bộ đến tập mới nhất ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Cuối cùng sau khoảng 3 tuần gì đó thì mình đã ghép được từ tập 1 đến tập mới nhất. Bây giờ thì chúng mình unboxing thôi nào. Ngay từ đầu khi mà đã có chủ đích để đu cái bộ này lẻ tập thì mình đã quyết tâm là chỉ tìm những cái chuyện mà nguyên siêu thôi, để mình còn làm clip unboxing cho mọi người xem. Nhưng mà đến khi tìm được và quay được xong thì cái clip của mình nó bị hỏng dung lượng ấy, nó không thể bật lên cái clip ấy được. Thế là cuối cùng mình lại phải quay lại một cái clip mà mình đã unboxing như thế này. Thì mọi người hãy xem tạm giúp mình nhé.
Quá trình mua cái bộ này thì nó rất là cực luôn mọi người ạ. Trong 3 tuần thì mình đã phải đi lùng sục khắp các cái hiệu sách ở gần nhà này, trong khu vực của mình, và còn lên mạng để tìm kiếm nữa. Thì tập 2 là một cái tập khá là khó mua. Mình thấy ở trên mạng họ chỉ bán tập 2 bản đặc biệt thôi, và giá lên đến 300-350.000 một quyển. Chính vì thế mà mình đã phải tìm mua bản bình thường, mà bản bình thường cũng hiếm luôn ý. Và may thế nào có một người pass lại cho mình một combo 50.000 cả tập 1 lẫn tập 2, thế nên là mình phải hốt luôn. Còn đây là tập 4 bản đặc biệt, mình đã mua với giá là 120.000 một cuốn. Trong cái tập 4 bản đặc biệt này thì mình được tặng một cái card Homigram. Mình nghe nói đây là cái bản độc quyền dành cho các độc giả Việt Nam sản xuất tại Việt Nam ấy. Tập 5 này thì cũng là bản đặc biệt và mình mua với giá là 80.000 đồng một cuốn. Ở trong này thì mình cũng được tặng một cái card Homigram và có chữ là Miyamura đồ phiền phức. Phải nói là mình không hề có chủ đích mua bản đặc biệt đâu mọi người ạ. Mình chỉ nghĩ rằng là cốt làm sao mua đủ bộ để không bị lủng tập và ra thật nhanh video cho mọi người cùng xem. Nhưng mà mình tìm hoài thì bản thường rất hiếm. Những cái bản thường mà mọi người thấy mình unboxing ở trong video này đều là những bản còn và có sẵn tại các hiệu sách cũng như là các sàn thương mại điện tử. Thế nên mình mua nó rất là dễ dàng. Còn những cái tập đặc biệt là những cái tập rất hiếm, kể cả bản thường mình cũng thấy hết sạch luôn, không có ai bán, và thế là mình bắt buộc phải mua lại của những cái bạn bán bản đặc biệt với giá cao hơn. Đây là tập 8 bản đặc biệt. Thì mình có đọc thông tin được thấy là trong cái tập 8 bản đặc biệt này thì mình sẽ được tặng kèm một set bookmark này, postcard trong suốt và cái bìa hai mặt nữa. Các tập 9, 10, 11 tiếp theo thì mình cũng phải mua bản đặc biệt. Và các cái tập này thì mình cũng đều được tặng một set postcard và bookmark trong suốt. Giá thành cho mấy cái cuốn đặc biệt này thì rơi vào đâu đó khoảng 80-120.000 một cuốn. Thì thực chất thì mình thấy là giá nó cũng đã tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với cái giá bìa. Nhưng mà do là mình mua muộn này và mình phải mua bản đặc biệt, thế nên là mình sẽ chấp nhận với cái giá này. Mặc dù khi ghép bộ lại thì tổng cả cái bộ này nó khá là đắt. Bắt đầu từ tập 12 trở đi thì cũng là cái giai đoạn mình bắt đầu đu Horimiya rồi, thế nên là mua nó cũng dễ dàng hơn. Thì mình chỉ việc đợi đến ngày phát hành và mình ra hiệu sách mình mua thôi. Thì tập 12, 13, 14, 15 mình đều mua bản thường và mua nó một cách rất là dễ dàng. Phải nói rằng đây lại là một bộ shoujo mà mình không để tâm đến ngay từ đầu. Cuối cùng thì mình lại lùng sục nó, tìm nó và lại cực kỳ yêu thích. Chỉ bởi vì là một ngày đẹp trời mình xem anime của cái bộ này, xem liên tục trong cả ngày hết cái bộ anime đấy và mình thích quá. Thế là mình bắt buộc là mình phải đi tìm ngay để mua cái bộ này để về đọc. Và thế là cái clip này ra đời là như thế đấy các bạn ạ. Cứ nói rằng là tìm lẻ tập, lủng tập nó rất là cực. Nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà tìm xong rồi, tìm được đủ bộ rồi, tuy hơi vất vả và hơi tốn kém một tí, nhưng thành quả nhận được là đủ bộ mà mình yêu thích. Nó cứ cảm giác chiến thắng sao sao ấy các bạn ạ. Và tự dưng lại khơi lên cái hiếu thắng của mình là trời ơi, tôi muốn tìm và đu các cái bộ bị lủng tập. Không hiểu có ai bị ngược đời như mình không. Và hành trình đu Horimiya lủng tập của mình khá là thành công, mỹ mãn đúng không nào các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình đến đây và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!